Như vậy ta phải, đây chỉ là hỏi về lực kéo về. Lực kéo về, cho nên ta dựa vào kiến thức là lực kéo về, ép kéo về bằng trừ kx, thì cái này là luôn hướng về vị trí cân bằng. Còn độ lớn thì bằng k nhân x, tức là độ lớn tỷ lệ với ly độ, tỷ lệ với ly độ, được ép tỷ lệ với độ lớn của ly độ. Như vậy ở đây ta chọn phương án A. Đấy, nội dung tức là lực kéo về luôn luôn hướng về vị trí cân bằng và có độ lớn tỷ lệ với ly độ.